Xin chào anh chị, rất vui được chào đón anh chị quay trở lại video tổng kết thị trường sau giao dịch. Trong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau tóm tắt lại diễn biến của VN-Index trong ngày hôm nay anh chị nhé. Để từ đó có thể là đánh giá được là một phiên vận động liệu có đang đi theo đúng những cái mà kịch bản mà chúng ta đã view với nhau không. Để từ đó có thể là dự kiến những cái phiên tiếp theo VN-Index sẽ vận động như thế nào để chúng ta có những hành động xử lý cho phù hợp với chị nhé. Rồi ok, anh chị có bất kỳ câu hỏi nào về thị trường hoặc các mã cổ phiếu cụ thể, các vị thế mua bán nắm giữ anh chị có thể để lại trong phần câu hỏi, trong phần bình luận anh chị nhé. Hoặc là gọi chúng Zalo bằng cách quét mã QR trên màn hình. Hoặc vào theo link theo trong cái phần mô tả anh chị nhé. Để vào cái Zoom Zalo miễn phí thì Sơn sẽ hỗ trợ là giải đáp và đóng góp cho anh chị những cái góc nhìn để xử lý những cổ phiếu chị nắm giữ nhé. Anh chị đừng quên like cũng như là comment khích lệ để cái video của Sơn tăng cái sự tương tác và gửi đến cho mọi người nhiều hơn anh chị nhé. Rồi cảm ơn anh chị rất là nhiều. Rồi chúng ta đến với VN-Index ngày hôm nay chị nhé. Hôm nay thì VN-Index là đóng cửa là gần như là giá tham chiếu luôn đúng không anh chị? 1150 thì đóng cửa ngày hôm nay là có cộng có 0,8 điểm thôi. Với cái mức thanh khoản thì là đang có cái sự gọi là tăng lên so với hôm qua rồi. Hôm nay thì có 226 mã giảm, 242 mã tăng và 82 mã tham chiếu. Vậy là số mã tăng mã giảm cũng tương đối cân bằng luôn anh chị. Vận động trong phiên thì mở cửa là mở một cái gap 5 điểm là 1155. Sau đó là cả cái phiên sáng là dòng tiền rất dè chừng luôn anh chị. Cái lúc thị trường đang yếu mà còn mở gap tăng nữa nên là cái lực cầu mua vào cũng là tương đối là e ngại đúng không anh chị. Thế nên là sau đó VN-Index nó có những cái gọi là rung lắc và điều chỉnh trở lại. Tóm lại là cả một phiên sáng là chỉ tích lũy đi ngang thôi. Và sau đó đến phiên chiều thì có những rung lắc mạnh hơn. Về đến những lúc thấp nhất là vùng 1148. Rồi sau đó lại kéo ngược trở lại trong vòng đâu đó chỉ có 5 phút cuối thôi. Về lại vùng quanh tham chiếu và đóng cửa tham chiếu. Ngày hôm nay thì anh chị có thể thấy là khối ngoại tiếp tục là quay trở lại bán dòng với một cái khối lượng bán tương đối là lớn luôn anh chị, lại tiếp tục là bán dòng 659 tỷ. Đúng không ạ? Vậy trong 10 phiên gần nhất khối ngoại đã bán dòng đến bao nhiêu phiên anh chị? 6 phiên rồi. Và đã có 4 phiên bán rất mạnh là 500 này, 700 này, 700 này, 659 rồi 300 tỷ đấy. Bán tương đối là mạnh luôn anh chị. Bán rất rát. Hôm nay thì bán vào thế giới di động 237 tỷ này, tiếp tục bán Hòa Phát này, VP Bank, Masan, DHA rồi vân vân. Chiều mua ngược lại thì cũng không đáng kể lắm, mua anh chị, một phiên bán dòng mà. Tự doanh hôm qua thì mua dòng trở lại 262 tỷ, hôm nay thì chưa biết dữ liệu như thế nào. Thanh khoản hôm nay là tăng so với hôm qua anh chị nhá, nhìn trên đồ thị thì chúng ta có thể thấy rõ hơn là nhỉnh hơn hôm qua rồi, nhưng mà tuy nhiên vẫn là một phiên thanh khoản thấp, thể hiện cho cái điều đó là thấp hơn trung bình của 20 phiên gần nhất, trong khi là trung bình 20 phiên gần nhất cũng đang càng ngày càng thấp đi rồi, và ngày hôm nay còn thấp nữa anh chị nhé. So với những cái lúc mà thanh khoản mà sôi động ở cách đây những cái tháng 8, tháng 9 này anh chị, thì thanh khoản đâu đó chỉ bằng một nửa thôi anh chị. Cái số lượng khớp lệnh ngày hôm nay chỉ được 619 triệu đơn vị cổ phiếu được khớp lệnh. So với trung bình chúng ta có rất nhiều cái phiên trên 1 tỷ đơn vị cổ phiếu khớp lệnh vào cái tháng trước đúng không anh chị, tháng 8, tháng 9 luôn, trên cái vùng đỉnh trên này. Rồi ok, và cũng chia sẻ với anh chị là lý do tại sao cái thanh khoản nó thấp rồi đúng không ạ? Đấy là khi mà VN-Index sau khi có một nhịp điều chỉnh tương đối là mạnh và nhanh từ 1250 chỉnh một mạch về quanh cái vùng 1100 là 150 điểm đúng không ạ? Thế nên là rất nhiều gọi là nhà đầu tư giả dụ như mà đang kẹt ở trên cái vùng đỉnh này mà vừa mới cắt lỗ xong hạn đấy, đang cầm tiền mặt hiện tại cũng tương đối là dè chừng thị trường, cũng chưa có giải ngân trở lại mạnh, hay nói khác là dòng tiền mà của nhà đầu tư nhỏ lẻ giả dụ như mà chưa kịp bán ở cái vùng trên mà mới cắt lỗ thì hiện tại cũng chưa mua bán trở lại. Dạ. Rồi còn dòng tiền nào mà đã bán chốt lời ở cái vùng đỉnh trên này thì cho anh chị vùng quanh 1200-1250 đã bán ra chốt lời rồi thì đến hiện tại VN-Index cũng chưa đạt được trạng thái cân bằng nên cũng chưa có giải ngân lại mạnh, có giải ngân thì cũng là thăm dò bắt đáy từng phần thôi. Vậy nên là cái lực cầu nó vẫn đang yếu đến từ nhà đầu tư mà đã bán ở trong nhịp trước, bán chốt lời hoặc bán cắt lỗ, được chưa? Chưa giải ngân trở lại một cách mạnh mẽ, hay gọi là chưa đủ tự tin giải ngân lại khi mà VN-Index chưa cho thấy một trạng thái cân bằng. Một trạng thái cân bằng ở đây là như nào anh chị? Là sẽ không có những cái phiên mà tăng giảm 15, 20 điểm liên tục như này anh chị. Trong một tháng qua anh chị chứng kiến rất nhiều phiên vận động, biến động trong phiên cũng như là VN-Index kết phiên rất mạnh đúng không anh chị? Tăng giảm tầm 15-20 điểm thôi.
và có những cái phiên điển hình như là phiên tăng giảm 40 điểm này, gần nhất là có phiên ngày 25/9 và phiên ngày 30/10 đều nó giảm toàn 40 điểm thôi, một cái biến rất là mạnh, sau đó lại giật tăng lại 10 điểm rồi 20 điểm, đúng không anh chị? Thế như thấy nó cho thấy cái trạng thái là đang vận động tương đối là lỏng lẻo, hay nói khác là chưa có được một sự cân bằng. Và ngoài ra nữa anh chị có thể thấy được là hiện tại vẫn đang tạo những cái đáy sau thấp hơn đáy trước, đúng không anh chị? Đã có cái đáy đầu tiên ở 1130, sau đó nhịp hồi phục kết thúc rất là sớm, tiếp tục giảm thêm một lần nữa về là 1105, và hiện tại chúng ta đang có cái đáy mới tạm thời quanh vùng 1105 anh chị nhé. Và chưa rõ được rằng là cái phiên hồi phục này, đúng không ạ, làm phiên hồi phục đến cái vùng nào rồi thị trường sẽ quay trở lại retest thêm một lần nữa đấy chị nhá, để xem với nhau là cái đáy khi ở VN-Index quay lại này, anh chị này, đây quay lại cái đáy tạm thời là 1105 đúng không ạ, đang hồi lên chẳng hạn đây ạ, rồi quay lại có tạo những cái đáy sau cao hơn không đấy, để xác nhận được là chúng ta có một cái đáy kênh 1105 thì lúc đấy thị trường nó mới cho một trạng thái là an toàn hơn để anh chị bắt đầu giải ngân tiền trở lại đấy. Thế nên là cho đến lúc mà thị trường chưa cân bằng trở lại thì dòng tiền vẫn chưa gọi là có tín hiệu là giải ngân một cách mạnh mẽ. Và thêm nữa anh chị, đấy là đến từ việc cái lực cầu có yếu anh chị. Ngoài ra nữa là nhà đầu tư nào mà vẫn đang cố gắng gồng lỗ mà chưa cắt, đúng không anh chị, chưa cắt lỗ, chưa chấp nhận cắt lỗ ra những cái vùng mà VN-Index giảm mạnh như này mà đang chờ một cái cơ hội là VN-Index hồi phục trở lại đến những vùng cân bằng của nó trong cái thời gian trước để cơ cấu lại danh mục, thì hiện tại anh chị vẫn đang cầm cổ phiếu và chờ đợi cái nhịp hồi phục này tiếp diễn, cho đến khi nào mà xác nhận cái nhịp hồi phục này nó kết thúc thì lúc đấy có thể là chúng ta sẽ thấy được là sự trở lại của cái lực cung đến từ những nhà đầu tư. Thứ nhất là nhà đầu tư kẹt hàng chưa kịp bán, bây giờ hồi phục lại sẽ bán. Và ngoài ra nữa là cái lượng cung đấy đến từ cái nhà đầu tư mà bắt đáy thành công ở những cái đáy 1130 là 1105 này, được chưa? Khi VN-Index kéo lại những vùng cân bằng, họ sẽ có những khoản lợi nhuận đâu đó khoảng 10 đến 15%. Và đấy là khoản lợi nhuận vô cùng hấp dẫn trong cả một cái nhịp gọi là lướt sóng ngắn hạn hoặc là đánh một cái sóng hồi, thì cái khoản lợi nhuận từ 10 đến 15% là vô cùng hấp dẫn anh chị nhé. Và VN-Index sẽ có một hiện tại đang hồi từ 1105 đến bây giờ là 1150 cũng đã hồi được bao nhiêu anh chị? 50 điểm. Thế nên là chúng ta phải thống nhất với nhau là hiện tại khi mà đang tiến đến cái vùng kháng cự như này, hiện tại VN-Index là vùng kháng cự anh chị nhé, cái vùng 1150 đang vùng kháng cự rồi, thì đang gặp cái kháng cự này thì cái việc mà rung lắc trở lại nó là cái điều hết sức bình thường và đó là cái điều mà gọi là cần thiết phải diễn ra. Vì anh chị nhìn là những cái phiên mà kéo liên tiếp này, một phiên, hai phiên, ba phiên, bốn phiên, rồi phiên ngày hôm nay là năm phiên tăng điểm rồi, đúng không anh chị? Chạm vào những cái vùng mà kháng cự rồi, hôm nay đã kéo được 1157 rồi, sát 1160 rồi, đúng không anh chị? Vậy nên là VN-Index cần có một cái nhịp gọi là gì ạ, rung lắc trở lại một chút để kích hoạt cái lực cầu mới tham gia vào anh chị nhé. Và ngoài ra nữa là chúng ta cũng phải để ý với nhau là trong cái giai đoạn hiện tại khi VN-Index trong nhịp hồi phục này chị sẽ không thể hồi một mạch thẳng đến những vùng cân bằng chúng ta view với nhau về cái khả năng kết thúc của nhịp sóng hồi quanh cái vùng là 1167, thậm chí có thể rung lắc và kéo dưới lên được vùng 1180 chị nhá. Thì trong cái nhịp hồi đấy VN-Index sẽ không thể hồi phục và thẳng một mạch lên đấy được anh chị nhá, mà là có thể sẽ có nhịp rung lắc trở lại, không những là rung lắc một vài phiên mà thậm chí rung lắc trong phiên rồi sau đó rút chân. Anh chị đã chứng kiến giả dụ như là phiên ngày hôm 10 tháng 10 đúng không? Phiên ngày hôm kia đúng không ạ? Kéo lên chạm 1150 đúng không ạ? Chạm cản lần đầu tiên này. Sau đó giảm ngay trở lại về quanh cái vùng 1140 đúng không chị? Là giảm rung lắc luôn 10 điểm. Rồi trong phiên hôm sau là phiên ngày hôm qua đây chị, là phiên ngày 11 đấy. Đã có những lúc mà rung lắc trong phiên về lại cái vùng 1138 đúng không ạ? Rồi nó lại kéo lên 1150 đúng không ạ? Vậy là rung lắc rất lớn trong phiên. Rồi đến cả phiên ngày hôm nay anh chị, sáng ra thì mở gap là 1155 đúng không anh chị, mở gap 5 điểm. Rồi đến lúc cuối là tạo một cái là cái sự gọi là giảm điểm rung lắc lại rất là mạnh về lại vùng 1148. Vậy ở đâu đó là mất bao nhiêu điểm anh chị? Từ 1155 1148 là đã 7 điểm rồi. Sau đó lại bật kéo lại được trên 1150. Đấy, chúng ta có thể thấy được rằng là những cái sự rung lắc ấy nó diễn ra cả trong phiên nữa. Để cho nhà đầu tư mà
chúng ta bắt đáy ấy, mặc dù nó bắt đáy thành công nhưng mà với những cái cú rung lắc và rũ trong phiên này đôi khi chúng ta cũng không đủ tự tin để tiếp tục nắm giữ cổ phiếu của chúng ta, có thể được 5% hoặc 3% mỗi khi anh chị cũng sẽ chốt để gọi là thoát, hay nói khác là gọi là chốt chốt luôn cho yên tâm đấy anh chị. Thì có thể chúng ta sẽ bỏ lỡ những cái nhịp mà rung lắc xong thì VN-Index sẽ tiếp tục cái đà hồi phục này lên những cái vùng cản tiếp theo trong khung đồ thị ngày anh chị nhé, quanh những cái zone khoảng 17 phiên này, quanh vùng 1167, thậm chí lên 1167, có thể kéo dướn thêm một nhịp nữa lên quanh vùng 1177, 1180 anh chị nhé. Thì có phải nếu mà cái nhịp hồi phục kỹ thuật đấy nó tiếp diễn thì có phải anh chị là sẽ bị bỏ lỡ toàn bộ cái phần lợi nhuận đằng sau đó đúng không ạ? Có nghĩa là nếu mà chúng ta gọi là ăn trọn được một cái nhịp hồi này thì chúng ta sẽ có lợi nhuận khoảng 10 15%, 15% thậm chí hơn đối với những cổ phiếu mà nó bật bật nóng anh chị nhé. Thế nhưng mà được 5 7% mà chúng ta đã cảm thấy là không đủ tự tin nắm giữ rồi, có thể chúng ta sẽ bỏ lỡ 10 đến 15% sau đó anh chị ạ. Vậy nên là trong cái lúc mà thị trường rung lắc như thế này, chúng ta thống nhất với nhau góc nhìn là nếu cái nhịp hồi phục vẫn được bảo toàn, được chưa anh chị, vẫn được bảo toàn và vẫn tiếp diễn xảy ra thì chúng ta vẫn cứ tiếp tục nắm giữ những cổ phiếu chúng ta mua được ở vùng giá tốt, được quanh cái vùng 1105 này để kỳ vọng với nhau những khoản lợi nhuận cao hơn anh chị. Ngoài ra nữa là chúng ta có thể áp dụng chiến lược là khi những cổ phiếu hồi phục từ đáy, tương tự như VN-Index anh chị, thì có những cổ phiếu hồi rất mạnh, nó đã hồi lên tận cái kỳ run 17 này rồi anh chị, thậm chí những cổ phiếu đã hồi mạnh còn hồi lên tận cái kỳ run 65 này cơ, có nghĩa là nó hồi mạnh hơn thị trường chung, thì chúng ta áp dụng cái chiến lược là chốt từng phần anh chị, bằng cái cách là giả dụ anh chị bắt được ở dưới đáy thành công rồi, bây giờ đang có lợi nhuận 8 đến 10% rồi, để đảm bảo là cái lợi nhuận của chúng ta không bị mất đi thì chúng anh chị có thể là khi chạm những cái vùng kỳ run này anh chị này, đấy, chạm những vùng cản trong ngắn hạn của nó, cổ phiếu nào cũng thế anh chị, sau khi một nhịp rơi mạnh thì nó tạo rất nhiều cái cản trong ngắn hạn, thì khi chạm với cản ngắn hạn kéo ngược lại cản ngắn hạn đấy, anh chị có thể bán 1/2 để đút túi những khoản lợi nhuận đâu đó 8 đến 10% là rất ok anh chị nhá. Và 1/2 còn lại chúng ta chấp nhận rung lắc thì có thể nó sẽ rung lắc lại khiến anh chị có thể sẽ bị mất khoản lợi nhuận đâu đó đang từ 8% 10% thì còn đâu đó khoảng 4% 5%, nhưng sau đó có thể sẽ tiếp tục bật tăng vượt được cái cản đấy để tiếp tục cái đà hồi phục của nó, và chúng ta vẫn còn 1/2 đấy để gồng lãi tiếp cho cái kịch bản đó để lấy những khoản lợi nhuận cao hơn đối với 1/2 còn lại, có thể là 15% 10 15% anh chị nhá. Thì đấy cũng là một cái chiến lược rất là hay, đó là chúng ta mua gom rồi thì giờ chúng ta áp dụng và bán từng phần được thôi chị. Thế còn trường hợp xấu hơn thì sao, trường hợp xấu hơn là khi anh chị chốt được 1/2 rồi mà cổ phiếu gọi là quay đầu rung lắc tích lũy trở lại nhưng nó tích lũy không thành công, được chưa, gãy kênh mất xu hướng trong ngắn hạn và tiếp tục quay trở lại cái đà điều chỉnh của nó thì cùng lắm là 1/2 đấy anh chị là thấy nó không ổn thì anh chị bán, lúc đấy lợi nhuận chỉ còn khoảng 3-4% hoặc thậm chí là bán hòa thì ít nhất chúng ta vẫn còn 1/2% ở 1/2 lượng hàng chúng ta đã bán và chốt lời đút túi rồi đúng không anh chị. Đấy thì anh chị cũng có thể là xem xét những cái chiến lược giao dịch như vậy nhé, nó rất là hiệu quả trong cái lúc thị trường đang biến động mạnh như thế này. Thị trường hiện tại anh chị có thể thấy được rằng là cái thanh khoản nó không có nhiều, vậy nên là bất kể một cái tác động nào lớn đến từ tin tức này cũng tạo ra cái hiệu ứng tâm lý rất là mạnh, và chỉ cần là những hiệu ứng mà đến từ các cổ phiếu trụ VN30 hoặc VN30 hoặc các cổ phiếu vốn hóa lớn đồng hành chẳng hạn, thế nó có tiền vào kéo bật tăng thì sẽ kéo VN-Index tăng ngay hồi như mạnh, thế còn nó không có tiền vào mà tự nhiên nó bị đạp ra bởi một cái mục đích gì đó hoặc thậm chí là bị bán vì một cái tin gì đó, nó cũng sẽ tạo cái tâm lý hoảng loạn. Khi VN30 bị bán sẽ kéo điểm chỉ số thị trường chung VN-Index đúng không anh chị, thì sẽ khiến tạo một cái hiệu ứng gọi là hoang mang trên toàn bộ thị trường, rất nhiều anh chị đang sẵn sàng gọi là chờ bán rồi thì chỉ đợi một cái tín hiệu gì đó thể hiện cái điều là nguy hiểm thôi là sẽ đua nhau bán và tạo cái đà bán mà chúng ta không thể kiểm soát được đấy, thế nên là chúng ta vẫn phải chuẩn bị với nhau những kịch bản dự phòng như vậy nhé. Và thực ra những cái kịch bản đấy là đầu giờ sáng là Sơn đã gửi đến anh chị trong cái Zoom Zalo miễn phí ở bên góc màn hình, anh chị quét mã QR hoặc là vào theo cái đường link ở phần mô tả nhé, sẽ mở lại cho anh chị xem là những kịch bản đấy là Sơn cũng đã cập nhật tới anh chị rồi đúng không ạ. Đây trong phiên sáng đã cập nhật với anh chị ở kịch bản một đây, VN-Index bật tăng lên 1166 rung lắc sẽ tích lũy chỉnh quanh lại 1150, còn kịch bản hai là không bật tăng được lên 1166 ngay mà chỉ kéo đang ở trong vùng kháng cự thì chỉ bật tăng lên được loanh quanh vùng 1155 thôi
rồi sẽ rung lắc trở lại, đúng không ạ? Thì ngày hôm nay nó kéo mùng 155 cộng trừ thì lên mùng 157 rung lắc trở lại, đúng không anh chị? Đang có những lúc về là 1148 rồi, hiện tại là kéo lên được 1151, được chưa? Thì trong kịch bản ngày mai thì khả năng là VN Index có thể sẽ tiếp tục là đi biên tích lũy lại trong cái vùng 11 loanh quanh 1150 này, hoàn toàn có thể là quanh cái vùng là 11 tầm khoảng 1145 anh chị nhé, nhìn trong khung đồ thị ngắn hạn hơn chị sẽ thấy đây anh chị, hoàn toàn có thể rung lắc lại, tích gọi là rung lắc lại và tích lũy vận động lại quanh cái biên độ 1145 1147 này trong phiên ngày mai anh chị nhé, hoàn toàn có thể diễn ra. Vì lý do ngày mai là cái phiên thứ sáu cuối tuần nên đôi khi là cái lực cầu nó cũng hạn chế hơn một chút, vì là lượng hàng này ngày mai chúng ta mua thì tận thứ ba tuần sau mới về anh nhỉ. Đó. Rồi, và ngoài ra nữa là ngoài những cái kịch bản đầu giờ thế này để anh chị chủ động giao dịch thì cũng chú ý cho anh chị một số cái mã cổ phiếu thuộc các nhóm ngành để anh chị có thể chú ý trong cái nhịp hồi kỹ thuật này, anh chị tìm điểm vào và có thể đánh lướt ngắn hạn được. Nếu anh chị đang nắm giữ những cổ phiếu này thì cũng thể tranh thủ là canh lướt T0 hoặc là lướt T1 T2 thả ra vốn, hoặc là tranh thủ đảo hàng với những cái lượng hàng trung hạn anh chị đang cầm thuận lợi từ đầu năm đến giờ anh chị nhé, giống như là team trung hạn đang cầm. Ok, ngoài ra nữa cũng có cho anh chị những cái cập nhật giữa giờ anh chị nhé. Rồi, cập nhật giữa giờ, giả dụ hôm nay chị Sơn cập nhật cho anh chị là VN Index thì bước vào vùng kháng cự với lực cầu yếu, dòng tiền dè chừng, phiên sáng chưa có biến động gì mới, đang tích lũy quanh biên độ như bản sáng gửi tới anh chị này. Hành động phiên chiều thì anh chị chú ý là không mua đuổi giá xanh, vì VN Index có thể rung lắc lại bất cứ lúc nào nếu chiều không vượt được 1157 theo kịch bản hai, đúng không anh chị? Đến chiều nó không vượt được 1157 và nó đã rung lắc trở lại quanh cái vùng 1148 đấy. Vậy thì anh chị nào mà mua buổi sáng nay trong cái lúc mà thị trường xanh, rất nhiều cổ phiếu cũng đang cho thấy trạng thái tích cực mà anh chị mua giá xanh, thì đến chiều đôi khi chúng ta đã cảm thấy rất áp lực khi mà nó quay trở lại đỏ, đúng không anh chị? Đến chiều lúc mà thị trường nó rung lắc trở lại đấy. Rồi, và đáng chú ý sáng nay thì có sự hồi phục tích cực từ nhóm bất động sản nâng đỡ cho chỉ số tâm lý, à, chỉ số thị trường và tâm lý. Thì hy vọng cái dòng tiền sẽ luân phiên qua các nhóm ngành để bảo toàn được cái xu hướng nhịp hồi phục sẽ được tiếp diễn anh chị nhé. Rồi ok. Vậy nên là anh chị nào mà chưa tham gia những cái Zoom Zalo hoàn toàn miễn phí như này thì là cái cộng đồng chúng ta hỗ trợ nhau trong đầu tư để đóng góp cho anh chị những góc nhìn và hỗ trợ anh chị hỏi đáp những mã cổ phiếu. Thì anh chị có thể quét mã QR xem màn hình để tham gia cái Zoom cộng đồng rồi nhá. Và ngoài ra nữa là anh chị yêu quý và cảm thấy sự chia sẻ của anh em nhiệt tình thì có thể là like, đừng quên like và thả tim vào cái video này để lan tỏa hơn và tăng tương tác cho video để giúp cho anh em có thêm cái sự tương tác và thêm cái năng lượng để hỗ trợ anh chị nhiệt tình hơn anh chị nhá. Rồi cảm ơn anh chị rất nhiều. Hôm nay thì chúng ta sẽ view qua một vòng các cái nhóm ngành để anh chị nắm được qua một chút anh chị nhá. Hôm nay thì không thể không nhắc đến nhóm ngành bất động sản rồi. Một cái phiên hồi phục tương đối là tích cực ngay từ đầu giờ sáng. Và Sơn cũng đánh giá luôn là cái phiên hồi của bất động sản ngày hôm nay thì là nó sẽ vẫn được bảo toàn đi cho đến tận cuối phiên, chứ không phải là một phiên mà kéo để úp anh chị nhé. Thế nên là trong cái phiên nửa giờ thì Sơn cũng đã chia sẻ với anh chị là cái quan điểm ấy rồi đấy anh chị, trông như vậy thôi anh chị. Nếu anh chị nào mà cầm những cái cổ phiếu của bất động sản anh chị thì cái lúc mà thị trường buổi cái lúc mà đây anh chị này, cái lúc mà tầm 2 giờ chiều anh chị bắt đầu là những cái đạp từ cái chỉ số chung, những cái nhịp mà đạp giảm điểm rất là mạnh, cái rung lắc rất là nhanh, đúng không? Từ 1153 giảm phát về 1148 luôn, 5 điểm rất là nhanh, thì rất nhiều anh chị sẽ áp lực khi cầm nhóm bất động sản đấy anh chị. Anh chị kể cả bắt được đáy thành công, giả dụ Sơn ví dụ nhé, cổ phiếu Novaland này. Rồi ngày hôm qua thì anh chị nếu mà coi live thì cũng sẽ biết được anh em cũng đã khuyến nghị anh chị, nếu mà anh chị mà đang muốn lướt sóng cổ phiếu Novaland này thì mua quanh 14.3, đúng không ạ? Vì là khả năng là hôm nay sẽ cho một cái tín hiệu là tiến lên được cái vùng 15 này, và chỉ cần vượt được cái 15 này chúng ta sẽ có cái chốt chặn với nhau trên cái vùng 15 này tương đối ok, đúng không ạ? Vậy nên nó khuyến nghị anh chị mua từ phiên hôm qua rồi. Phiên hôm qua là cái phiên nó quay lại retest lại cái đáy một này, lực cung bán ra không nhiều, cho thấy là cái trạng thái là rút chân như này rất tích cực, là trong phiên ngày hôm nay khả năng sẽ tiếp tục cái đà hồi phục của cái phiên ngày hôm qua đấy. Trong phiên ngày hôm qua thì tôi cũng cho khách hàng mua Novaland quanh 14.3 chị nhé, chia sẻ với anh chị đấy. Thì là ngày hôm nay thì cũng có anh chị hỏi là Novaland liệu là ý có nghĩa là kéo 15 như này sau đang cụt đầu như này đấy, và nhất là vào phiên chiều đấy lúc có rung lắc trở lại thì có nên bán không. Thì Sơn đánh giá là một khi mà nó đã xác nhận cái nhịp hồi phục anh chị nhé,
thì nó sẽ tiếp tục theo cái xu hướng của cái đà hồi phục này, tiếp tục đi lên tiếp. Tuy nhiên là chúng ta đã view với nhau là cái 15 này là cái nền giá đúng không chị, cản nền giá. Vậy nên khi mà lên cái 15 này nó phải rung lắc trở lại là chuyện hết sức bình thường. Thế nên là khuyến nghị anh chị là khi mà nó lên kéo 15 này thì đây không phải là cái điểm mua đúng. Cái điểm mua đúng phải là cái điểm mua hôm qua cơ. Hầu hết tất cả nhóm bất động sản đấy chị là cái điểm mua đúng đều là điểm mua hôm qua. Anh chị nhá. Vậy nên là kéo lên cản nó rung lắc trở lại cũng là bình thường. Và khi nó rung lắc trở lại thì mình kỳ vọng là gì? Nó rung lắc trở lại hấp thụ được cái lượng hàng mà bắt đáy, hoặc là những nhà đầu tư mà yếu tay khi mà thấy những cái nhịp mà chạm cản rung lắc trở lại mà có muốn bán thì sẽ bán ra, và cái lượng cầu sẽ hấp thu cái lượng mà chốt lời ngắn hạn đấy. Được chưa? Trông như vậy thôi mà từ những lúc mà 13.8 này về đến 15 là cũng gần 10, là 10% với anh chị nhé. 10, hôm nay là 15.2 là 10% với anh chị nhé. Thì sẽ có những nhà đầu tư lướt sóng ngắn họ sẽ bán ra. Và sau khi lượng hàng ngắn hấp thụ thì Sơn kỳ vọng là cổ phiếu Novaland nói riêng và các cổ phiếu trong bất động sản nói chung sẽ tiếp tục cái đà hồi phục của nó lên những vùng cân bằng trên của nó. Giả dụ Novaland có thể quay lại vùng 15.5, 16, thậm chí là dưới lên vượt hẳn 16 lên 16.3 hạn đấy. Chúng ta đang có cái zone phẳng thế này thì chúng ta cứ bình tĩnh đúng không ạ, cứ bình tĩnh bắt được cái vùng giá tốt rồi, giả dụ quanh vùng 14 này rồi, chúng ta đặt các lỗ ở đâu anh chị, đặt các lỗ quanh cái vùng 13.8 này rồi đúng không ạ, thì mất 13.8 này thì chúng ta hãng cắt, còn nếu không chúng ta cứ tiếp tục nắm giữ để kỳ vọng những cái nhịp hồi này tiếp tục diễn ra để lấy những cái khoản lợi nhuận tốt hơn. Hôm qua là mua giá 14.3 đặt 13.8 là nếu mà lỗ thì chúng ta sẽ cắt là 3,5% anh chị. Được chưa? Rồi. Và kỳ vọng với nhau ít nhất là vượt lên được cái 15.8, 16 này hạn thế. Thì chúng ta khoản lợi nhuận khoảng 10%. Thậm chí là kéo mạnh hơn một chút lên vùng 16 là vượt 16 này xong mới gọi là kéo giữ một nhịp trước khi quay lại điều chỉnh hạn thế, thì chúng ta sẽ khoản lợi nhuận khoảng 12% đúng không anh chị? Đấy thì lúc đấy chúng ta chốt lời thì nó mới đúng kế hoạch. Chứ còn nếu anh chị bắt 14.3 mà hôm nay bán lên quanh 14.9 này được 4% thì nó không không hợp lý anh chị. Thì như thế là chúng ta đang không thực hiện đúng kế hoạch của mình. Thế nên là cổ phiếu này Sơn vẫn tiếp tục nắm giữ anh chị nhé, vẫn tiếp tục nắm giữ và chờ đợi những cái nhịp hồi phục của nó diễn ra tiếp theo. Còn nếu mà nó gãy kênh hoặc là nó gãy xu hướng, nó quay lại nó tiếp tục tìm đáy mới thì chúng ta quản trị rủi ro bằng việc bán ra khi cắt lỗ là xong đúng không anh chị. Chúng ta khi tham gia đã xác định rõ với nhau điểm cắt lỗ và điểm chốt lời rồi, kế hoạch chúng ta thực hiện thôi, chưa đạt điểm target thôi, nó chưa bán được chưa. Nam Long tương tự anh chị, phiên ngày hôm qua này cũng khuyến nghị cho khách hàng mua Nam Long phiên ngày hôm qua. Nhóm bất động sản này thực ra đang đi tương đối là giống nhau anh chị, đang tương đối là giống nhau. Ngày hôm qua là cái retest lại cái đáy một này để xác nhận là vào nhịp hồi kỹ thuật, thì ngày hôm nay nó tiếp tục cái đà hồi ngày hôm qua thì Sơn cũng đang tương đối là tự tin anh chị nhé, tương đối là tự tin vào cái nhịp hồi phục này của nhóm bất động sản, tự tin vào cái nhịp hồi phục anh chị nhé. Chứ chúng ta chưa nói về cái việc là cổ phiếu đã quay lại cái xu hướng tăng được không, hay là đã tích lũy thành công hay chưa, hay đã tạo đáy thành công hay chưa, chúng ta chưa xét đến cái vấn đề đấy. Nhưng trước mắt là trong ngắn hạn chúng ta đang có nhịp hồi T cộng đã, có thể là Nam Long này anh chị, phiên ngày hôm nay tiếp cái đà của phiên ngày hôm qua là ok rồi, thì khả năng trong phiên ngày mai hoặc là rung lắc trở lại hấp thụ xong có thể, hoặc là trong ngày mai trong tuần tới sẽ có những cái nhịp mà tiếp tục quay trở lại cái vùng cân bằng nó quanh cái vùng 35 anh chị nhé, thậm chí có thể dướn lên được cái vùng 36 anh chị nhé. Thì có phải là phiên hôm qua mua quanh 33 không anh chị, mua 33 thì lên đến đây chúng ta sẽ được khoảng lợi nhuận là nếu mà về 35 mà được khoảng 6%, mà lên được 36 thì sẽ được khoảng 8%, cắt lỗ thì cắt dưới này, cắt khi mất 32 đấy chưa anh chị, 3% đấy, tỷ lệ 1:3 đấy. Những cái deal như vậy thì anh chị tham gia được anh chị nhá, với cái tỷ lệ gọi là lỗ thì lỗ một lần, còn thắng thì lãi khoảng 2-3, thế thì ok anh chị nhá, gấp đôi gấp ba thế được. KDH này anh chị tương tự hôm nay thì đang vượt được đóng cửa trên Kijun 29.8 thì là ok rồi, đang tiếp tục là cho cái khả năng là tiếp tục hồi lên vùng cân bằng trên cũng như là cái cản nền giá quanh vùng 30.7, 30.8 chị nhé, vẫn tiếp tục là một phiên. Thế nên là Sơn nhìn cách vận động của các cổ phiếu nhóm bất động sản thì khả năng là sẽ vẫn tiếp tục hồi phục, kể cả có rung lắc trong phiên thì cũng sẽ vẫn tiếp tục hồi phục. Thế nên là cũng đã nhắn tin cho khách hàng là phiên chiều mặc dù lúc 2 giờ đấy nó rung lắc trở lại vùng 148, hay thậm chí là phiên ngày mai cứ rung lắc lại, nhưng mà khi nào mà cái nhịp hồi phục nó vẫn được bảo toàn thì chúng ta vẫn nắm giữ anh chị nhá. Rồi cổ phiếu sell đi, cổ phiếu sell thì ngày hôm nay cũng tương tự Novaland anh chị, Novaland chạm lên 15 là cản nền giá đúng không ạ, đang bị rung lắc trở lại thì sell cũng tương tự, sell gặp 20.5 là cản nền giá anh chị nhá. Trước đây là A1 đây bị thủng rồi thì bây giờ đóng vai trò là kháng cự, thì chạm kháng cự này rung lắc trở lại
có thể là nó sẽ rung lắc tích lũy ở thang cự lại một phiên hoặc hai phiên gì đó, hấp thụ được lượng cung xong có thể nó sẽ tiếp tục hồi phục lên vùng 22 đấy chị nhé, có thể anh chị nhé. Đấy, và tôi cũng đang kỳ vọng là như vậy. Thế nên là nhóm bất động sản đã chia sẻ với anh chị nó đang đi theo một cái nhịp hồi phục và tương tự nhau, vẫn cầm cầm để theo dõi tiếp được. DG cũng vậy anh chị, DG thì ok hơn là Novaland và Shell, đấy là nó đã lấy lại được cái nền giá là vùng 23.4 anh chị nhá. Đấy, ngày hôm qua là nó kéo lên 23.4 này là trong cái video nhận định thị trường sau giờ giao dịch đúng không, trong cái phiên chiều hôm qua thì Sơn đánh giá với anh chị là kể cổ phiếu DG này hạn thế chạm đúng 23.4 rồi, khả năng rất là cao ngày hôm nay nó sẽ phi lên vượt khỏi 23.4 này để quay trở lại cái biên của nó, được chưa? Lấy lại được cái đáy một này và sẽ tiếp tục đào phục của nó lên vùng cân bằng đầu tiên là quanh cái vùng 24.7 nhé, hoặc có thể dưới dưới lên một chút thành vùng 25, được chưa? Anh chị chú ý cổ phiếu DG nhé, nếu mà nó rung lắc thì anh chị cứ tiếp tục nắm giữ, khi nào nó chạm lên những cái vùng cân bằng quanh vùng 24.7 25 này thì anh chị hãy xem xét đến cái việc là cơ cấu anh chị nhé. Rồi tiếp DG xem. DG ngày hôm nay cũng giống như y như là phiếu sale anh chị, nghĩa là tiến lên cái nền giá nên là bị rung lắc trở lại, kéo lên 18.3, 18.4 sau đó bị bán cụt đầu trở lại còn 17.9 thôi, thì gặp cả nền giá này khả năng là phiên ngày mai nó cũng tiếp tục lình xình tích lũy từ cái biên độ 17.8 này đến vùng 18 này đúng không anh chị, một hai phiên rồi có thể nó sẽ có một cái nhịp bật cuối lên cái vùng cân bằng của nó, có thể là quanh cái zone 65 này, quanh vùng 19, thậm chí là dấn thêm lên cái vùng 19.5, 6 này anh chị nhá. Đấy, thì đây có thể là cái nhịp gọi là hồi phục kỹ thuật của nó lên những cái vùng đấy mới là cái target của chúng ta, và có thể là chạm những kháng cự đấy thì lực cung bắt đầu nó mới quay trở lại mạnh mẽ anh chị nhá. Thế nên là càng kéo lên kháng cự thì anh chị là càng không mua rồi anh chị nhá, chúng ta mua đỏ bán ở kháng cự, mua hỗ trợ bán kháng cự, mua ở cái giá đỏ khi nó rung lắc và bán ở giá xanh khi mà hưng phấn anh chị nhá. Đấy, cái chiến lược của chúng ta cứ nắm vào đấy để thực hiện thôi. VDR ngày hôm nay cũng tốt đấy anh chị này, bật hồi mạnh 4% liền ngày hôm qua chị đấy, tất cả những cổ phiếu nhóm ngành bất động sản nó đang có một cái trạng thái vận động tương tự nhau, nếu anh chị mà nhìn ra được cái trạng thái vận động này thì anh chị đã mua cái nhóm bất động sản từ hôm qua rồi chứ không phải hôm nay. Ngày hôm nay không phải điểm mua đẹp của bất động sản mà là ngày hôm qua chị nhé, cổ phiếu nào như PR cũng vậy, thì này sau khi tạo cái đáy đây này đúng chưa, bật lên chạm cản này, có cái phiên gọi là đây là phiên test cung anh chị nhé, cái phiên ngày hôm qua của các cổ phiếu bất động sản gọi là phiên test cung rồi test lại hỗ trợ một chút được chưa, không có đà bán ra nữa kéo rút chân, thế nên là ngày hôm qua là Sơn đánh giá phiên bất động sản là phiên mua mua để lướt T cộng anh chị nhé. Vậy nên là anh chị nào mà hỏi là bất động sản là mua ngày hôm qua thì Sơn đều báo là mua ngày hôm qua là điểm mua khi nó retest là cái điểm rất ổn test này, rồi ngày hôm nay nó xác nhận một cái việc là tiếp tục đào hồi phục được chưa, của cái phiên ngày hôm qua. PDR này thì khỏe hơn nữa là nó còn không những là không mất đi cái nền giá quanh vùng 21.6 mà bây giờ nó còn kéo được về tận cái kháng cự Kijun nữa, Kijun là 24.3 này cơ, hôm nay đóng trên 24.3 này cũng là mạnh, cổ phiếu PR hiện tại đang thể hiện cái sức mạnh có thể nói là mạnh nhất trong nhóm bất động sản anh chị nhé, giảm chưa đáng bao nhiêu mà quay lại hồi đã hồi về đến Kijun rồi, trong khi anh chị này Novaland này còn cách tương đối xa, Nam Long này cũng cách tương đối xa, KDH này anh chị, à KDH cũng quanh Kijun đây rồi, KDH cũng ok, SEL này, SEL tương đối xa đúng không ạ, DIG này, đấy, Kijun tích trên này cơ, DXG này cũng thế, rơi rất là mạnh rồi, hồi lại chưa được bao nhiêu, nhưng mà cổ phiếu PDR này lại chưa hồi, lúc cái nhịp rơi của nó thì lại không không rơi quá mạnh, đến bây giờ đã hồi về cái vùng này rồi, thì hiện tại đang ở trong quanh kháng cự của nó chị nhé, nó vượt được cái 30, 24.3 này thì nó có thể là tiến đến cái kháng cự tiếp theo là cái gap trên cái vùng 25 26 này anh chị. 25.6 đến 26 này đã có cái gap mở ra của cái phiên mà giảm điểm mạnh lần trước. Thì anh chị phải hình dung là càng tiến lên những cái vùng kháng cự này thì càng nguy hiểm anh chị nhé. Nguy hiểm ở đây là chúng ta phải thận trọng nếu nó rung lắc trở lại từ vùng 25 trở đi, 25.x trở đi anh chị nhé. Là nó sẽ rung lắc bất kỳ lúc nào. Thế nên giả dụ anh chị mua ngày hôm nay thì Sơn đánh giá là sẽ không thuận lợi một phiên ngày hôm qua, vì lý do là ngày mai tiếp tục kéo thì là tiến sát cản quá rồi đúng không ạ, thì hàng chưa về, thế đến ngày thứ hai đầu tuần chiều thứ hai mới về thì khả năng nó sẽ lại rung lắc trở lại đấy, thế nên là phiên ngày hôm qua mua mới là thuận lợi,
thì là đến ngày mai hàng về rồi anh chị có muốn chốt thì sẽ chốt được quanh vùng 25 này, chốt được sát cả sẽ đẹp hơn anh chị nhé. Cổ phiếu nào cũng thế, cổ phiếu bất động sản nào cũng thế. Rồi nó cũng tương tự nhau thôi anh chị, đều đang trong nhịp hồi. Con NTL đột biến hơn này, nó ngày hôm nay còn phá đỉnh nhưng mà mua break như này cũng tương đối là ngại, ái ngại trong cái thời điểm thị trường như này. Anh chị ở nắm giữ thì tiếp tục nắm giữ thôi, vượt cả đỉnh luôn, biết được câu chuyện riêng gì đằng sau đây. Nhưng mà mua chiến lược break bây giờ thì cũng hơi hơi ngại, thị trường rung lắc trở lại cái thì break hỏng ngay, khó để quản trị rủi ro. Anh chị mua break 28.8 này, đặt cắt lỗ ở đâu anh chị? Giả dụ cắt lỗ gần nhất thì quanh 27 đi, mất 6%. Thế còn đúng ra cái điểm cắt lỗ đúng ấy, nó phải ít nhất là nó phải mất cái vùng mà 26.4 là cái chốt chặn của chúng ta, thì mất 8% thì cũng hơi nhiều, hơi nhiều một chút. Rồi ok, còn cái mã cổ phiếu nào mà của nhóm bất động sản mà anh chị đang quan tâm thì có thể là để lại câu hỏi trong phần bình luận nhé, hoặc là join Zalo nhé, sẽ để lại cái vị thế và cái mã cổ phiếu thì Sơn sẽ chia sẻ với chị cái chiến lược giao dịch cũng như là cái điểm mua hoặc là cái kháng cự của nó để anh chị chủ động mua bán và chốt lời anh chị nhé, cho nó dễ đúng không ạ. Ngoài ra nữa nếu anh chị chưa câu hỏi nào thì cũng có thể là comment bình luận trong cái video này anh chị nhé, sau khi mà anh chị mà không xem cái buổi công chiếu mà xem sau thì cũng đừng quên là bình luận ở dưới phần bình luận là khích lệ tinh thần, thả tim hoặc là vẫy tay hoặc là chào bất kỳ một cái bình luận nào đó để cho tăng tương tác cho cái video, để giúp cho Sơn có thể lan tỏa cái video đấy cho nhiều nhiều người hơn anh chị nhé. Thì đấy chính là cái sự ủng hộ mà tuyệt vời nhất của anh chị mà đối với cả anh em team cũng như là cá nhân Sơn nhé. Và cũng đừng quên like anh chị nhé. Rồi ok, các nhóm ngành khác anh chị quan tâm đến nhóm ngành nào thì để lại câu hỏi trong Zoom Zalo nhé. Ngày hôm nay thì chúng ta off sớm một chút để Sơn có một chút cái công việc chuẩn bị cho cái dịp cuối tuần anh chị nhé. Rồi cảm ơn anh chị rất nhiều đã theo dõi video và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo. Xin chào.